Vô nè, vô sát Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài là đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì quý vị dùng cháo buổi sáng. Thưa quý vị, là hồi xưa đó, khi mà sư chưa có đi tu thì sư sáng sư sợ cháo. Tại sao? Tại vì hồi xưa thì chỉ có bệnh mới ăn cháo thôi. Ăn riết nó quen, nó giống như cái ám ảnh tâm lý. Sao nhìn cháo nó muốn bệnh rồi, thì mình nghĩ là chắc bệnh mới ăn. Nhưng mà mãi về sau á, khi mà sư xuất gia, sư học về luật, xuất gia thì phải học luật. Thì khi học luật á, học đến cái chương mà thực phẩm thì nó có một số điều thú vị như sau. Là
các cái vị ba anh em mà đi đến mà cúng, ba anh em thương nhân mà đi đến cúng dường Đức Thế Tôn, thì cúng dường Đức Thế Tôn cái món là món cháo với lại mật ong. Rồi về sau á, sư đọc ở trong kinh Tạng thì nhắc đến món cháo rất là nhiều. Đặc biệt là có lần có các cái vị ví dụ như là bà Visakha, bà xin được cúng cái món cháo đến chư tăng vào buổi sáng. Thì nhân cái dịp đó Đức Thế Tôn thuyết 11 lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng. Thì khi đó sư hoan hỷ, sư nhớ là một số lợi ích thí dụ như giúp cho cái thực phẩm thừa được tiêu hóa này, rồi chống đói này, chống khát, và rất là nhiều những cái lợi ích khác của việc ăn cháo buổi sáng. Cho nên là từ đó trở đi cái việc ăn cháo buổi sáng đối với sư nó cũng không còn là cái sự ám ảnh nữa, mà thậm chí sư còn thấy là một vị tu sĩ buổi sáng ăn cháo nó là cái truyền thống. Thành ra là để cho quý vị thấy là cái việc mà các sư ăn cháo buổi sáng nó là cái truyền thống, chứ không phải là cái mà mình sợ như là hồi xưa là bệnh mới ăn cháo nữa. Quay trở lại vấn đề đó, là ngày hôm qua sư đã hướng dẫn quý vị cái đề mục buông bỏ. Thực tế đó, đề mục buông bỏ này được áp dụng, được sử dụng là việc suy tư về việc từ bỏ. Nó ở cái giai đoạn cuối của việc thực hành tứ niệm xứ, chứ không phải ở giai đoạn đầu. Tức là khi vị tỷ kheo đi dục quán bốn niệm xứ, rồi vị ấy phát triển trí tuệ quán, nhìn thấy rõ vòng tròn duyên khởi, từ đó vị ấy có cái tưởng từ bỏ. Tức là việc quán từ bỏ đó, là cái giai đoạn cuối của việc thực hành tứ niệm xứ để đi đến sự chứng đắc đạo và quả. Tuy nhiên trong quá trình thực hành cũng như là giảng dạy thì sư nhận thấy rằng việc cho thiền sinh thực hành việc quán tưởng từ bỏ ở giai đoạn đầu thì mặc dù các vị thiền sinh chưa có thể đạt đến cái lý tưởng, tức là đạt đến cái chất lượng lý tưởng, tức là sự từ bỏ các hành hướng đến sự giải thoát như là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, nhưng nó có thể giúp cho các vị thiền sinh từ bỏ những sự dính mắc, từ bỏ những sự chấp thủ, từ bỏ những cái gánh nặng, và nhờ như thế quý thiền sinh có được một cái tâm trạng sẵn sàng cho các bước thực hành tiếp theo. Chính vì như thế, ngay từ buổi đầu tiên sư cho quý thiền sinh chuẩn bị bằng cách là bỏ niệm, bằng cách là niệm buông. Việc niệm buông sư việt hóa để cho quý thiền sinh nắm được cái cốt yếu của việc thực hành. Chứ còn bây giờ mà sư kêu quý vị niệm Nirodha, 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 Nirodha thì quý vị không hiểu được. Cốt yếu của việc hành thiền là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta làm như vậy, chứ không phải là mình niệm Pali cho nó oai, thì sư không có chủ trương như thế. Tiếp theo là về cái oai nghi. Việc
thực hành thiền á, nó đòi hỏi thân và tâm chúng ta nó phải tỉnh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta chú trọng quá mức vào các cái oai nghi. Nó dẫn đến cái trường hợp là chúng ta quên mất cái gì là chánh, cái gì là phụ. Thành ra đó, nhiều vị sẽ rất là bối rối khi mà cố điều khiển thân thể của mình cho nó tốt nhất có thể. Nhưng mà quý vị quên là mình làm như thế là mình chạy theo cái hình tướng, chứ mình quên đi cái bản chất. Thành ra mình chỉ giống như mình bắt chước được cái bên ngoài thôi, có cái vỏ, bên trong nó không có giống. Sư nhớ có một cái giai thoại là có hai vị sư. Thì một vị đó thấy cái vị này nằm hoài không chịu ngồi thiền. Vị này mới nói: sư cứ nằm hoài sư không ngồi thiền, mới mốt thành con rắn sao chứng ngộ. Thì vị sư kia mới nói: cái sư ngồi hoài sư không chịu nằm, mới mốt sư thành con cóc thì sư cũng đâu có chứng ngộ. Con cóc nó cũng ngồi không đó, đâu có nằm đâu, nó cũng đâu có giác ngộ đâu. Con rắn này đương nhiên nó nằm không, nó cũng không có ngồi, nó cũng không có giác ngộ được. Tức là cái oai nghi mà mình hành thiền ấy, nó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Điều quan trọng là cái tâm của mình ấy. Chúng ta có chú tâm vào cái đề mục thiền hay không, đó mới là điều quan trọng. Còn cái việc điều khiển cái thân của mình, cái oai nghi như thế nào là vừa phải, thì đương nhiên nó cũng quan trọng, chứ không phải là không. Nhưng nó là phụ, chứ nó không phải là chánh. Nó giống như cái chuyện mà chúng ta lái xe vậy. Khi quý vị lái xe đó thì chúng ta phải giữ chặt cái tay lái, đúng không? Giữ thăng bằng, giữ chặt tay lái. Đây là ga nè, đây là thắng nè, các thứ. Nhưng mà cái sự giữ chặt đó nó vừa phải. Bởi vì mục đích của việc mình cầm tay lái, mình điều khiển cái xe là để đi đến nơi, chứ không phải mục đích mình cầm tay lái là để chỉ để cầm tay lái. Cũng không phải là chúng ta cầm tay lái rồi chúng ta gồng cứng như thế, chúng ta dùng hết sức lực để chúng ta gồng, cũng không phải. Nó cần sức mạnh đó, nhưng cái sức nó vừa phải. Còn như thế nào là vừa phải, nó đòi hỏi kinh nghiệm. Hoặc cũng giống như quý vị cầm con dao để chúng ta sắc đồ ăn. Cái việc cầm con dao đó, nó đòi hỏi việc cầm cho chắc. Bởi vì cầm nó quá lỏng thì chúng ta không thể sắc thực phẩm được. Mà gồng cứng quá thì chúng ta cũng tốn sức, thậm chí là làm hư cái việc chế biến thực phẩm. Như vậy, cầm như thế nào là vừa, nó đòi hỏi kinh nghiệm. Hoặc như chúng ta cắt mà cắt cho nó sao cho nó đẹp, thậm chí nhiều người điêu khắc trên thực phẩm, thì cái sức mạnh cầm nắm cái con dao đó nó đòi hỏi kinh nghiệm. Việc điều thân của chúng ta cũng vậy. Nhớ, việc điều thân là để giúp cho chúng ta tập trung được tốt hơn vào đề mục thiền, chứ không phải việc điều thân chỉ là để điều thân. Không phải như thế. Và chúng ta cần phải điều tiết như thế nào là phù hợp, nó đòi hỏi kinh nghiệm của chính chúng ta. Sư chỉ có thể nhắc nhở một tí qua lời nói, nhưng cái người thực hành, chính quý vị
sẽ cần phải thực hành trải nghiệm, kinh nghiệm để biết được như thế nào là phù hợp, không quá căng cứng mà cũng không quá buông lỏng. Và cái việc mà niệm buông á, như sư nói ngày hôm qua, sư nhắc nhở quý vị là hãy niệm buông. Để chi vậy? Để chúng ta có một cái nội tâm á, nó sạch. Nó sạch, sạch khỏi những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những ưu tư. Để quý vị chuẩn bị sẵn sàng bước theo những giai đoạn tiếp theo. Khi sư hướng dẫn là sư hướng dẫn có bài bản đàng hoàng. Những ai làm theo thì bây giờ trạng thái tâm của quý vị đã thấy là nó sẵn sàng, nó nhẹ hơn rất là nhiều, thoải mái chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhưng mà một số vị thì khá là vội vã, trừ trường hợp những vị đã tham gia các khóa thiền trước của sư, sư không nói. Nhưng một số vị thì vội vã quá, chưa gì hết nhào vô. Ví dụ như có vị vô thực hành liền hơi thở. Nếu quý vị vững thì không vấn đề gì, nhưng nếu quý vị chưa vững thì quý vị sẽ gặp vấn đề ngay. Và điển hình là hồi sáng là đã gặp trường hợp như thế rồi, tức là không theo sự hướng dẫn của sư mà nhảy thẳng vào hơi thở. Thì sư không có phản đối cái chuyện đó, nhưng nếu như quý vị vững thì không nói, nhưng không vững là gặp chuyện ngay. Và sẵn đây thì sư nhắc nhở quý vị luôn, trong cái khóa thiền thì sư là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với quý vị. Cho nên vui lòng đừng cố gắng dung hợp cái phương pháp hướng dẫn của sư và những cái phương pháp khác mà quý vị biết. Bởi vì cái sự kết hợp đó đó, nó sẽ ra những kết quả khó lường. Có khi nó sẽ tốt, nó xài được, nhưng có khi nó làm hư luôn, khiến cho quý vị hành thiền nó không có tác dụng. Đã có trường hợp quý vị ngồi thiền mà bắt đầu lần chuỗi, sư có hướng dẫn quý vị lần chuỗi không? Không có. Mà khi quý vị cố quý vị lần chuỗi như vậy đó, thì tự nhiên là quý vị phối hợp nó sẽ ra một cái kết quả gì đó mà nó sẽ khiến cho việc hành thiền nó bị hư hỏng, không có kết quả. Rồi sau đó quý vị sẽ hối tiếc là tham gia khóa thiền mà tôi không có kết quả gì cả. Và các cái truyền thống thiền khác cũng như thế. Khi quý vị kết hợp á, thì có khi nó hợp mà có khi nó không hợp, nó sẽ làm cho quý vị bị bối rối. Thì thay vì như thế, tại sao chúng ta không tạm gác nó qua một bên? Quý vị đi theo lộ trình mà sư hướng dẫn, rồi sau đó quý vị sẽ thấy nó có phù hợp hay là không. Sau kết thúc khóa thiền, quý vị sẽ thấy là mình có thể kết hợp hay không thể kết hợp, cái gì là đúng, cái gì là sai. Và trong quá trình sư hướng dẫn, nếu như quý vị thắc mắc, quý vị có thể hỏi, hoặc thậm chí quý vị nghi ngờ phương pháp hướng dẫn của sư, quý vị có thể hỏi. Sư không có cấm nha. Tại vì cái việc nghi ngờ và giải đáp, xử lý cái việc nghi ngờ đó giúp cho quý vị tránh khỏi cái hoài nghi truyền cái, nó sẽ giúp cho quý vị hành thiền được tốt hơn, không vấn đề gì cả. Thậm chí quý vị có thể hỏi cái phương pháp sư hướng dẫn như thế sư căn cứ vào đâu,
Sợ nhất là cái kiểu là cứ tin tôi đi và đừng suy nghĩ gì cả. Thì sư không chủ trương như thế. Và quay trở lại vấn đề, khi mà quý vị đã có cái tưởng từ bỏ, tức là từ bỏ những cái gánh nặng trong gia đình, từ bỏ những gánh nặng trong suy tư, từ bỏ những cái quá khứ, từ bỏ những cái dự định của tương lai, thì khi đó chúng ta mới sẵn sàng sống trong cái giây phút hiện tại. Nhé. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Khi quý vị niệm buông là chúng ta từ bỏ việc quá khứ, suy tư về quá khứ không cần. Không còn những cái hối tiếc về quá khứ không cần thiết. Hoặc là những dự định của tương lai chúng ta cũng không cần thiết. Từ bỏ hết, để chúng ta sẵn sàng một nội tâm sạch, tập trung vào giây phút hiện tại. Một số vị thì làm được, và vì đó bối rối là như vậy. Khi mà nội tâm vị đó ở cái trạng thái mà sạch, rỗng, sẵn sàng rồi, làm cái gì nữa? Thì vì đó rối, nó rối là đúng rồi. Tại vì sư chưa hướng dẫn bước tiếp theo. Đối với một số vị thực hành cái niệm từ bỏ này ở giai đoạn cuối của tứ niệm xứ thì nó rất là dễ, bởi vì vị đó không có cái sự thất lạc. Nhưng mà do sư hướng dẫn quý vị ở giai đoạn đầu thì khi quý vị thực hành thì quý vị sẽ hơi rối là bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp, khi mà tâm tôi đã sập rồi, đã sẵn sàng rồi. Thì bây giờ sư sẽ hướng dẫn quý vị bước tiếp theo, đó chính là thực hành thiền bảo hộ. Thế nào gọi là thiền bảo hộ? Tức là cái việc hành thiền nó có tác dụng bảo hộ tâm của mình, và thậm chí là bảo hộ cả thân của mình. Và thiền bảo hộ sư hướng dẫn quý vị ở đây chính là đề mục thiền tâm từ. Là người cư sĩ, là người Phật tử mà chúng ta không biết thiền tâm từ á, thì phải nói chúng ta chưa phải là một người cư sĩ đúng nghĩa. Chúng ta nghe rất nhiều về tâm từ mà chúng ta không biết cái hình tướng của tâm từ như thế nào, thì nó rất là uổng. Đi vào cổng chùa thấy một bên là từ bi, một bên là trí tuệ. Nghe tâm từ rất là nhiều, nhưng mà làm sao để thực hành tâm từ? Tại sao đề mục thiền tâm từ được gọi là đề mục thiền bảo hộ? Bởi vì đối với vị hành giả thực hành thiền tâm từ như là một phương pháp đệm cho tất cả các phương pháp thực hành thiền khác, thì đề mục thiền tâm từ có một số tác dụng như sau. Thứ nhất là giúp cho vị ấy không có kẻ thù. Chúng ta lúc nào cũng có những người thù oán, hoặc gọi là những cái oan gia trái chủ. Thậm chí đó, chúng ta đi đến những cái trú xứ khác, có khi nơi đó có chư thiên, có phi nhân, đặc biệt là ở trong rừng. Quý vị thấy ở đây này, thiền viện Phước Sơn là cây cối tùm, thì như vậy chư thiên cũng rất là nhiều. Mà khi chúng ta sống
trong một cái thế giới có chư thiên, có phi nhân như thế, đâu có đảm bảo được tất cả mọi người đều yêu thích mình, đều hoan hỷ với chúng ta, chưa chắc cả. Và đề mục thiền tâm từ giúp cho chư thiên yêu mến chúng ta, phi nhân yêu mến chúng ta, loài người yêu mến chúng ta. Chính nhờ như thế, việc thực hành thiền tâm từ giúp cho chúng ta không có kẻ thù. Có những vị khi thực hành thiền tâm từ ở trong rừng, vị ấy đang đi thiền và lỡ đạp trúng con rắn, thì con rắn nó giật mình, nó chỉ bò đi chỗ khác thôi, nó không cắn vị đó. Có những nơi mà rắn rít có rất là nhiều, xin báo trước cho quý vị biết, ở Phước Sơn rắn không có thiếu. Thành ra chúng ta phải thực hành thiền tâm từ. Có những vị khi hành thiền vị ấy thấy những cái hàng phi nhân, chúng ta gọi là thấy ma đó, đặc biệt ở trong rừng thấy ma họ quấy phá, thì đề mục thiền tâm từ giúp cho chúng ta tránh được những hiện tượng đó. Khi quý vị đi tới đi lui vào ban đêm, quý vị có thể có sự sợ hãi với những hình bóng kỳ lạ, ví dụ sợ ma chẳng hạn. Đôi khi đó chẳng qua là cái sự ảo ảnh của tâm, nhưng đôi khi nó có thể là sự thật. Có khi có ma thiệt thì sao? Thì việc thực hành thiền tâm từ giúp cho chúng ta tránh những điều đó. Giả sử quý vị đi vào buổi tối, đi đến chỗ đó quý vị thấy âm u quá, sợ quá, thêm cái bóng, cái dáng sợ quá, thì phải làm sao? Thì phải thực hành thiền tâm từ. Ngay lập tức rải tâm từ ngay. Rải tâm từ ngay lập tức, chúng ta sẽ tránh được cái điều đó. Rồi sở dĩ thiền tâm từ được gọi là thiền bảo hộ, còn bởi vì vị hành giả khi an trú trong tâm từ thì vị đó sẽ không sợ bị tấn công bởi vũ khí, bởi thuốc độc, bởi nước, bởi lửa. Và như vậy đó, khi quý vị thực hành thiền tâm từ, quý vị thật sự là được bảo hộ. Nó giống như một tấm khiên vậy đó, giúp cho quý vị bảo hộ khỏi tất cả sự tấn công. Chính vì như thế, cho nên là chúng ta cần thực hành thiền tâm từ. Và một cái lợi ích nữa của việc thiền tâm từ là việc thiền tâm từ giúp cho chúng ta thực hành tất cả các đề mục thiền khác được dễ dàng. Dù cho sau đó quý vị hành thiền hơi thở hay quý vị hành thiền tứ niệm xứ, thì việc thiền tâm từ giúp cho con đường tu của quý vị trở nên bằng phẳng và dễ dàng. Nó sẽ đỡ, nó sẽ bớt đi những cái chông gai. Cho nên chúng ta cần thực hành thiền tâm từ. Rồi là một lý do nữa, đó là trong tất cả các phước thế gian thì việc thiền tâm từ là đem lại phước báo nhiều nhất. Đức Thế Tôn ví như một người dành cả 100 năm bố thí trọn cõi Diêm Phù Đề cũng không bằng một người an trú
chú trong thiền tâm từ dù chỉ trong một cái búng móng tay. Đó là trong cái tăng chi phẩm búng ngón tay. Và chúng ta tu thì chúng ta cần có cái phước, chứ thiếu phước thì khó tu lắm. Chính vì như thế chúng ta cần đề mục thiền bảo hộ là đề mục thiền tâm từ. Như vậy việc thực hành như thế nào? Sau khi chúng ta đã chuẩn bị một nội tâm nó sạch, nó vắng lặng, lúc bây giờ quý vị hướng tâm đến cái người cùng giới tính với mình. Một số vị sẽ thấy hơi lạ. Tại vì sao? Sư nói tí xíu. Là việc thực hành thiền tâm từ á, nó có hai cái phương pháp. Một là phương pháp phổ thông dành cho tất cả mọi người. Và hai là phương pháp đi đến các thiền chứng, tức là đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì ở đây sư không hướng dẫn quý vị phương pháp thực hành thiền tâm từ đi đến các thiền chứng, bởi vì nó sẽ đòi hỏi một cái khóa tu chuyên biệt với sự định tâm cao cấp hơn. Cho nên ở đây sư chỉ hướng dẫn quý vị là phương pháp phổ thông cho quý vị hoàn toàn ai cũng có thể thực hành. Thành ra là quý vị sẽ thấy nó hơi khác so với thanh tịnh đạo ha. Sư tiếp tục. Sau khi quý vị chuẩn bị một nội tâm sạch rồi, thì quý vị hướng tâm đến người cùng giới tính ở kế bên mình. Và chúng ta suy tưởng người này trong vô số kiếp quá khứ từng làm con ruột của mình. Và quả thật như vậy, Đức Thế Tôn đã nói trong Tương Ưng, thật khó để tìm một chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi chưa từng làm cha, chưa từng làm mẹ, chưa từng làm con ruột của mình. Thế cho nên cái người kế bên này trong vô số kiếp quá khứ họ đã từng làm con ruột của mình. Chẳng qua là trong dòng sanh tử luân hồi bị quên lãng do một nhân duyên nào đó rất là quý giá, mà bây giờ đứa con đó được ở gần kế bên mình. Đây là con ruột của mình từ vô số kiếp quá khứ. Và chúng ta suy tư như vậy, chúng ta phải thật sự tin như vậy. Niềm tin ở đây là niềm tin dựa trên lời Phật dạy. Đức Thế Tôn nói như thế và mình thật sự tin như thế. Khi chúng ta tin và chúng ta biết được người này từng làm con ruột của mình trong vô số kiếp quá khứ, từ đó lòng từ của người mẹ sẽ khởi lên. Chúng ta hướng tâm về người đó và chúng ta thật lòng mong cho người con này được yên vui. Trong suốt thời thiền, chúng ta liên tục hướng tâm về họ với suy nghĩ mong cho con được yên vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc.
Và chúng ta lặp đi lặp lại liên tục như thế. Mong cho con được yên vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Trong suốt thời thiền, chúng ta liên tục hướng tâm về người đó. Thì khi đó, đó trong tâm của chúng ta sẽ có trạng thái của từ tâm. Hãy nắm bắt lấy trạng thái từ tâm đó. Quý vị có thể hành thiền liên tục như vậy trong vòng 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, 60 phút. Chúng ta liên tục hướng tâm về người đó. Rồi sau khi mà chúng ta đi thiền, thì khi chúng ta đi, chúng ta cũng hướng tâm nghĩ về người đó và mong cho con được yên vui. Sau giai đoạn đó rồi, chúng ta mở nhóm đối tượng rộng hơn. Quý vị có thể phân ra làm 10 hướng. Ví dụ chúng ta quy định bên, ví dụ như hồi xưa mà chúng ta học bản đồ, thì bên phải là hướng đông, bên ở đằng sau là hướng nam, bên trái hướng tây, trước mặt hướng bắc cũng được, không sao cả. Hoặc là chúng ta quy định trước mặt là hướng đông, rồi tiếp hướng nam, hướng tây, hướng bắc, sau đó hướng trên, hướng dưới. Chúng ta thêm 4 hướng nữa là hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới. Giống như bài kinh Rải Tâm Từ mà quý vị đọc á, chúng ta có 10 hướng. Như vậy, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên, hướng tâm về hướng đông. Hướng đông này là hướng đông do chúng ta quy định nha, chứ không cần phải nhìn mặt trời. Mà đây là hướng đông do chúng ta quy định. Hướng tâm về hướng đông. Hướng nhìn tâm chúng ta hướng về tất cả những người cùng giới tính với mình. Trong hướng đó, chúng ta cũng tiếp tục quán tưởng họ như con ruột của mình. Và thực sự mong cho những đứa con đó được yên vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Giữ trạng thái tâm từ đó, hãy giữ duy trì trạng thái tâm từ đó về phía đông một thời gian, có thể là 5 phút, 10 phút, 15 phút, tùy mỗi người. Quý vị giữ cho tới chừng nào còn giữ được thì cứ tiếp tục giữ cái trạng thái tâm từ đó hướng đến những người cùng giới tính ở phía đông, và liên tục mong cho họ được yên vui. Tiếp tục lâu mau tùy người, hãy giữ càng lâu nhất có thể. Khi sau đó chúng ta tiếp tục đến hướng đông nam, và cũng tương tự như vậy,
quán tưởng họ như con ruột của mình, và mong cho tất cả những đứa con được yên vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc, duy trì trạng thái tâm từ đó đến hướng đông nam. 5 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, bao lâu cũng được, không vấn đề gì cả. Sau đó chúng ta lại tiếp tục về hướng nam, hướng tây nam, hướng tây, tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, phía trên, phía dưới. Riêng loài người thì phía trên, phía dưới thì không có. Nhưng quý vị nếu học địa lý thì cũng được, tức là chúng ta nghĩ là xuyên qua lòng đất thì cái những người ở bên kia mặt địa cầu cũng được, không vấn đề gì. Hoặc là quý vị quán tưởng là tất cả những người ở bên ngoài thế giới này thì cũng được, không vấn đề gì. Và cho đến bước cuối cùng, chúng ta quán tưởng tất cả những người xung quanh chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta như là người mẹ ở giữa những đứa con ruột của mình, và chúng ta rải tâm từ đến tất cả các hướng, mong cho tất cả những đứa con được an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Chúng ta phát triển trạng thái tâm từ đó, phát triển rộng cùng khắp tất cả các hướng, và duy trì an trú trong cái trạng thái tâm từ đó, liên tục như thế. Đó là khi chúng ta ngồi. Khi chúng ta đi thiền thì chúng ta rải, cái cách rải tâm từ dễ nhất là hướng tâm từ của mình đến tất cả những người cùng giới tính trong phạm vi tầm mắt của mình. Tức là tất cả những người cùng giới tính trong tầm mắt của mình quán tưởng họ như con ruột của mình. Và tiếp tục mong cho những người con này được an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Phát khởi trạng thái từ tâm đến đối tượng. Và như vậy chúng ta đi vẫn đi bình thường, và chúng ta đi như là người mẹ đang đi giữa những người con của mình. Và điều này nó không giới hạn ở những người mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp. Ví dụ như khi sư đi lên, sư đi ở chính giữa, quý vị đứng hai bên, thì khi đó sư quán tưởng hai bên, những người hai bên như con ruột của mình, và thật lòng mong cho họ được an vui. Và tiếp tục đi, không cần phải nhìn trực tiếp vào họ, mà họ chỉ cần trong cái tầm mắt của mình, có thể là ở hai bên cũng được, phía trước mặt cũng được, miễn trong cái tầm của mình là mình đều rải tâm từ đến với họ. Và cứ như thế chúng ta đi tới, đi lui, thường xuyên liên tục rải tâm từ. Khi quý vị rải tâm từ như vậy đó, cái trạng thái từ tâm đó, nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta nó được an lạc, được nhẹ nhõm.
Cho nên là riêng việc thực hành tâm từ nhìn rất dễ biết. Biết là sao? Thấy ai ngồi thiền mà cái miệng nó cười hơi mỉm mỉm, người này đang rải tâm từ. Tự nhiên à, tự nhiên à, đôi khi mà đừng nói sư nói gì rồi bắt đầu ngồi thiền mặt ráng cười nghe, nó kỳ lắm ạ. Nhưng mà chắc chắn là cái người mà ngồi thiền mà bắt đầu là nhíu này, coi như bao nhiêu cái cơ mặt nó gom lại một chỗ nhíu này, là biết là người này không rải tâm từ. Họ rải tâm gì tôi không biết, chắc không phải rải tâm từ. Thì khi quý vị rải tâm từ một lần nữa giúp cho tâm chúng ta được nuôi dưỡng, nó được mát mẻ, giống như là chúng ta được ngâm ở trong cái dòng nước mát này. Do bản chất của tâm từ là mát mẻ. Và ngày hôm nay sư mong quý vị sẽ dành trọn thời gian một ngày để thực hành thiền bảo hộ đề mục tâm từ. Nhờ như vậy tâm chúng ta nó sẽ trở nên mềm mại, dễ chịu và sẵn sàng để tiếp tục thực hành các bước tiếp theo. Nó giống như một cái cục mà bột mà nó khô thì nó sẽ cứng, nó nứt nẻ. Chúng ta cần ngâm nước vừa phải thì nó sẽ mềm. Hoặc như cái nồi cơm nó bị cứng cháy, cần ngâm nước để cơm nó mềm ra. Cũng vậy, tâm chúng ta cần có cái tâm từ, nó ngâm để cho nó mềm tâm chúng ta ra. Nó sẽ là chất liệu nền rất tốt để ngày mai sư hướng dẫn quý vị thiền hơi thở. Tại vì thiền hơi thở, xin thưa, đối với nhiều người cũng căng lắm, chứ không phải chơi đâu. Cho nên là hôm nay chúng ta cần sự chuẩn bị tiếp theo. Ngày hôm qua chúng ta làm dọn dẹp tâm chúng ta cho nó sạch rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn dưỡng cái tâm của chúng ta bằng đề mục thiền tâm từ. Thì đó là sự hướng dẫn của sư. Khi chúng ta ăn uống nhai nếm tiêu tiểu đi tới đi lui các thứ đều an trú trong tâm từ, miễn làm sao có người trong tầm mắt của mình là mình rải tâm từ. Thậm chí không có người trong tầm mắt của mình thì mình cũng để tâm mình đi xa hơn, là những người vượt ngoài tầm mắt của mình vẫn tiếp tục rải tâm từ. Cho đến khi là chúng ta về cốc liêu nghỉ ngơi nằm xuống cũng tiếp tục rải tâm từ. Khi nằm xuống rồi nhắm mắt, bắt đầu rải những người trong hướng đông, những người trong hướng đông nam, những người trong hướng nam. Chúng ta xoay 10 hướng tiếp tục rải tâm từ. Thì khi đó chúng ta như người mẹ nằm giữa những người con của mình, tiếp tục rải tâm từ. Và thậm chí quý vị có thể rải cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đề mục tâm từ giúp cho tâm chúng ta nó trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Thậm chí nếu như quý vị có bệnh lý mất ngủ thì khi quý vị rải tâm từ một cách đúng mức, một đêm hôm đó quý vị không ngủ vẫn không mệt. Do tâm chúng ta nó giãn ra, nó êm ái, nó dễ chịu. Còn khi quý vị mất ngủ để ý là tâm chúng ta căng cứng. Cho nên nếu do bệnh lý mà chúng ta mất ngủ thì quý vị cứ rải tâm từ, thậm chí sáng hôm sau vẫn không có mệt, với điều kiện hãy an trú trong tâm từ. Nhưng thường á, thường là với kinh nghiệm cá nhân của sư thì rải hướng bắt đầu từ hướng đông tới hướng đông nam thì thường là nó chưa tới hướng bắc là đi ngủ mất tiêu rồi. Tức là rải 10 hướng á, cứ tiếp tục cứ rải thôi, cứ rải vòng vòng mà thường là nó chưa tới hướng bắc là ngủ rồi. Cho nên là quý vị mất ngủ thì cũng nên rải tâm từ.
Và nhớ một lần nữa sư nhắc nhở quý vị là ở đây không có khái niệm xả thiền, bởi xả thiền đồng nghĩa với phóng dật. Cứ tiếp tục sống trong từ tâm, đi tới đi lui cứ trong từ tâm, quý vị sẽ trải nghiệm được một ngày rất an lạc. Bởi vì một ngày hôm nay là một ngày chúng ta sống trong tâm từ của một người mẹ đối với tất cả chúng sanh. Thì đó là sự hướng dẫn của sư trong hôm nay. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.